Hello, xin chào tất cả các em. Chị Nhung đang ngồi ở phòng Thiên Thư để đợi Thiên Thư về đi ăn khuya với chị Nhung nè. Hôm nay Thiên Thư đi thi á, cho nên là về cũng trễ một chút xíu. Với lại chị Nhung cho các bé ngủ sớm luôn để mà tối nay đi ăn khuya, chứ nếu mà thức khuya quá mà không có đi kịp nha là cái quán người ta đóng cửa. Quán này chỉ bán đến 12 giờ thôi. Hồi chiều chị Nhung đi tập thể dục về ha, đi ngang qua trời ơi thấy đông quá, không biết là bán cái gì. Chạy tới, trời ơi, nhìn đồ ăn ngon lắm luôn á các em. Cho nên là chị Nhung đã rủ Thiên Thư đi ăn với chị Nhung liền luôn. Và các em có muốn biết lý do tại sao mà bữa giờ chị Nhung không làm biết ăn khuya không? Dạ là chị Nhung đã mập lên 3 kg. What? Tập thể dục từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối luôn mà vẫn lên 3 kg, không hiểu lý do luôn. Nói chung là đau lắm các em, đau trong lòng dữ lắm. Nhưng mà hôm nay chị Nhung đã giảm được 2 kg rồi, cho nên là ăn khuya xả vàng. Một lát nữa thì hai chị em mình sẽ đi ăn và sẽ quay lại hết tất cả những cái đồ ăn ở đó, các em cùng chờ xem nha. Thư đã về rồi, bây giờ hai chị em mình sẽ đi ăn khuya đây. Và mình chỉ có 7 phút thôi. Ok. Ăn không? Không sao, 7 phút không sao, nhưng mà 7 giờ là mệt rồi nha. Mạnh dữ. Vậy từ rồi nha Thiên Thư. Lâu rồi hai chị em mình mới đi ăn khuya vì cái sự mập của chị Nhung mà chị Nhung không dám đi ăn. Mát quá các em ơi. Tới rồi, từ nhà chị ra đây gần xịt rồi các em ơi, gần lắm tay mắt luôn. Đi nguyên một vòng luôn các em mới quanh lại đây được. Tới rồi. Ở đây không những bán đồ xiên nướng ha, rồi chân gà nhâm xả tắc, còn bán xoài lắc, cơm cháy, chà bông, bánh tráng nướng, đồ rất là nhiều luôn. Người ta ngồi đây đông lắm nha các em, thấy không khí giống như mùa Tết vậy ha. Wow wow, đây là món yêu thích của bà Thiên Thư. Chân gà ngâm xả tắc mà rút xương rồi này các em. Nhìn người ta để vô cái thố này mà buổi chiều chị Nhung chạy đi mà không đành luôn á. Nhung gọi 3 xiên. Em thấy là muốn 4 xiên hay là 3 xiên? 2 thôi, 2 thôi. 2 thôi hả? 2 thôi. À, mình ăn những món khác rồi đúng không? Chính xác, chính xác. Dồi nướng nghe nói là ngon lắm cho nên là chị Nhung thử 2 que luôn. Đây là mực giòn vị Thái các bạn. Trời, mình thấy nó rất là hấp dẫn luôn á. Thiên Thư thích mực đúng không? Đúng rồi, Thiên Thư rất là thích rau mực. Không, cái này ăn được nè, cái này Thiên Thư thích ăn nè. Ủa, có cái này ăn không được rồi ta? Cái này chưa kìa, rút xả tắt. Rồi, chị hai kêu một phần cho em rồi. Mình chỉ có cái gì chiên nữa kìa các bạn. Mà mình vừa mới ăn cái gì về. Ăn mà không rủ nè, cái con này ăn không rủ. Thôi bỏ cái chiên hôm nay mình sẽ ăn cái này. Bây giờ hai chị em mình sẽ đi qua mua nước. Hai nhìn em xinh không? Xinh lắm em. Không, em hỏi thôi, đừng lên video được. Chà dâu rồi, đây là cái món mà hai chị em mình rất là thích luôn. 2 ly 40 cành. Còn tính là cũng rẻ. Rẻ, 40 cành. Vui quá à, lâu lắm rồi hai chị em mình mới có dịp mà đi ăn kiểu lề đường gì luôn á. Đào để thử nha, để thử coi. Cô ơi, cô không gửi tiền. Ngon lắm nha. Nhưng mà chị Nhung thấy là hơi ngọt chút xíu, cho nên là mình để cho nó tan đá xong mình sẽ uống. Giờ mình sẽ thử coi có ngọt như chị Nhung nói không. Nhau ngon nhau. Ngọt thiệt nha. Để vậy chị hai nói để chút xíu đi. Ừ, người ta để cho tan đá, ngồi đây tán gẫu á, rồi tan đá từ từ uống. Trời ơi, nhìn chú nướng mà hấp dẫn quá. Hồi trước chị Nhung đã ăn cái món này ở Victoria rồi, không biết là các bạn còn nhớ không ta. Chú biết ở Victoria không chú? À, Victoria là của chú á. Ủa? Vậy hả chú? Vậy là chắc lúc đó con ăn đông quá nên con không nhớ mặt á. Rồi, vậy là rất là ngon luôn nha. Cái món này hồi trước chị Nhung với anh Phong rất là thích luôn. Chú làm ngon lắm. Cái này là cho ướp bột lên nè. Đứng kế cái lò nướng cảm giác giống như đi Đà Lạt quá các em ơi. Ấm áp quá. Chân gà ngâm xả tắc. Tên 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 tên. Mini dễ thương quá. Một chén này là 30 cành nha. Thì đâu giờ Thiên Thư thử trước đi. Đây là cái món yêu thích của bà. Từ từ để ăn thử chân gà. Đó, mình phải chấm với nước sốt này nè. Bởi vậy, nhìn thấy chú bán là biết ngon rồi. Cà rất nghe cái mùi cà rất rất là nồng nặc luôn. Ngon. Ngon nhưng mà mấy chỗ hồi trước mình hay ăn không? Không bằng hả? Ngon hơn hả? Cái nào ngon hơn? Ở đây ngon hơn hả? Cái kia ngon hơn. Ồ, đúng là mỗi. Thì ra cái này á, nghe mùi xả tóc nhiều hơn nhưng mà con gà thì cái mình kia ngon hơn, để mất hơn. Ồ, ok ok, đây lấy hai thử xem. Đây là xiên nướng. Đây là cái món mà buổi chiều chị Nhung đi mà chị Nhung không cầm lòng đậu phải tối nay rủ Thiên Thư đi ăn là đây. Bây giờ chị Nhung sẽ thử cái món này nha. Ở ngoài có một cái lớp mè rắc lên nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người.
nó vừa có một lớp gân, một lớp mỡ với lại một lớp thịt đó, ăn vô nó béo lắm, béo lắm luôn á. Ngon hơn Thư, ăn thử nói chung với thịt nướng á, mà mình nướng ra mình ăn liền á thì sẽ rất là ngon. Nghe mùi xả tắc lên mấy chán ngon, nhưng mà cái chân gà nó hơi trắng ha, có nghĩa là người ta dùng cái chất gì để mà làm trắng, chứ bình thường nó không có trắng gì đâu. Hình như ngâm không được thấm lắm, không có đậm đà. Em thấy bên kia mướp hơn, còn bên đây thì nghe mùi xả tắc nhiều hơn. Nói chung mỗi chỗ mỗi vị, nhưng mà ăn cũng được các em. Nhưng mà cái xiên nướng thì chị Nhung thấy rất là ngon. Đây là cái nước sốt tiêu xanh, mình sẽ ăn với hải sản. Ngon. Món này nghĩ là Thiên Thư sẽ thích. Ngon đến nỗi mà xe phải bóp kèn luôn á. Thiên Thư sẽ ăn thử. Tại vì ngon nha Thiên Thư. Nghĩ ly này phải ngồi tấu tới sáng luôn á. Nó vừa giống như là em thường thấy như nó trộn với muối tiêu và với ớt thành luôn. Cái nước chấm hả? Đúng rồi. Còn mực thì sao? Cái rau mực ngon không? Mực rất là dai giòn. Đúng rồi. À, cái mùi này giống cái mùi mà làm BBQ của các bạn. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cũng có cái vị BBQ nữa, đúng rồi đó. Hai chị em mình ngồi ăn ở đây á, người qua lại rất là đông luôn tại vì còn sớm á. Rất là đẹp ha, đường xá đẹp quá trời luôn. Mà cái vị ớt này chị hai thấy lạ. Và trước giờ chị hai chưa bao giờ ăn cái sốt đó, đúng không? Em thấy nó giống chay chay á. Là gì? Cái mùi chay. Mùi chay hả? Vậy là phải hỏi người bán coi đây là cái vị gì. Chứ thật sự là hai chị em mình ăn là không có biết được. Thế thôi ăn thử cái giòi coi. Cái giòi gì như chị hai nghĩ chắc ngon á. Hồi nãy chú nói là đặc biệt luôn ở đây á. Ăn thử coi cảm nhận sao. Không, mình thấy bình thường. Bình thường hả? Ý là không phải gọi là đặc biệt mà mình thấy giống như thịt vậy các bạn. Giống như lạp xưởng á. À thì đúng rồi, giống như lạp xưởng xúc xích rồi đó. Ta nướng lên xong ta cắt ra cho mình. Còn một cái xiên thịt cuối cùng. Một lát nữa chị Nhung nghĩ chị Nhung sẽ ăn thêm xiên quá. Thấy ngon quá. Cái này giống như trong mấy cái món thịt nướng các bạn. Đúng rồi. Nói chung là đồ nướng là mấy chị em mình rất là thích. Nhung sẽ ăn thử cái giòi nướng. Đây. Cái này thì giống như xúc xích hoặc là lạp xưởng á. Ở trong nó có gừng các em. Ăn nó giòn giòn sực sực. Mà cái mùi nó thơm lắm nha. Không biết là người ta cho cái lá gì vào nữa. Ngon quá. Chắc là do chị Nhung chiều tập á, cho nên là giờ ăn cũng thấy ngon hết trơn á. Chị Nhung thấy đó, là cái chỗ này không những đến đây mình ăn mà mình có thể ngồi đây hóng mát nữa. Và buổi tối là cái địa điểm thật là tuyệt vời khi mà mình có bạn bè rủ ra đây đó các em. Nhưng mà hôm nay mình đi có hai người thôi, mai mốt chắc phải rủ đông mới vui. Cái rau mực nó giòn lắm luôn á. Nãy giờ nó tan ra ngon ghê luôn á. Giờ mới cảm thấy vừa uống nè. Hồi nãy hơi ngọt. Hai chị em mình xử cũng gần hết rồi. Trời ơi, thấy có chú bán kẹo bông gòn dễ thương quá. Quay trở về tuổi thơ cả nhà ơi. Cho nên là nhờ Thiên Thư quay cho chị Dung nè đi mua bông gòn. Dạ cắt xê đây. Nhớ quay Định Cung nha. Đây là kẹo tuổi thơ của chị Nhung nè. Hồi trước á nhớ là chỉ có 5.000 đồng thôi, bây giờ không biết bao nhiêu hết chú. À bây giờ 10.000. Trời, lấy cho con một cái này với lại kẹo kéo đi chú. Cái món kẹo kéo là cái món yêu thích tuổi thơ của chị Nhung. Chị Nhung ơi mập quá rồi. Dù là mập nhưng mà hôm nay chị Nhung quyết định là sẽ ăn. Đừng nói nha, hồi xưa Thiên Thư cũng thích cái này lắm luôn á. Xin tiền chị Nhung ra mua cái này nè. Hồi xưa hồi lớp 5, lớp 4 rồi. Thì đó, bởi vậy bây giờ còn nói mập nữa chứ. Trong khi đó là chị Nhung rất là mập. Cái này cũng ngon lắm nha. Kéo ra. Chính xác. Không biết là bạn nào còn ăn kẹo
kẹo bông gòn không? Hãy comment bên dưới cho Nhung biết nha. Hồi xưa kẹo kéo dưới quê chị Nhung bán có 500 cây à. Bây giờ chắc 3.000 hả chú? 10.000. Trời ơi, giật giá leo thang, giật giá leo thang. Thì ngon, nó quá ăn hơi bị dính răng nha. Ăn cái này xong mà uống nước là số 1 luôn á. Dạ, vậy là 20 hả chú? 20. Dạ. Bây giờ chú còn bán kẹo chỉ nữa. Và bò miếng ngọt nữa. Rồi. Mọi người muốn ăn thì đến đây ủng hộ chú nha. Chú bán lên cảm ơn chú. Bây giờ mình qua mình tính tiền rồi mình đi về. Và tổng cộng là ăn hết nhiêu đây? Tổng giá là 105.000. Quá rẻ luôn. Bây giờ thì hai chị em mình đi về thôi. Tại vì sao? Nếu mà thức khuya thì sẽ bị thấm quần mắt. Thấm mụn nữa. Không muốn là Thiên Thư bị thấm quần mắt. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi về nha. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe cho Nhung Fan Channel luôn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Mua.